Hades' death left us with more questions than answers. But all that mattered was that he was gone. It was the start of a new chapter for all of us. At last, time ran out for Joseph Cecchese, better known as Hades, leader of the KVA and mastermind behind the devastating attacks of 4 years ago. We recently spoke with Jonathan Irons, founder and CEO of Atlas International, the private military corporation responsible for hunting down and killing Hades. Congratulations, you've achieved what no government was able to. Thank you, Wendy, but the real heroes of the day are the men and women of Atlas. I couldn't be prouder of what they accomplished out there this week. There are rumors that the UN will offer you a seat on the Security Council. Can a life in politics be far behind? Well, I like to get things done, so no. But look at what we've done in New Baghdad. 40 years ago, we pulled out of Iraq with that place in ruins and our tail between our legs. And now, it's a testament to what happens when you put efficiency before bureaucracy. The last 4 years have been huge for you. In the wake of the KVA attacks, Atlas has become the world's biggest corporation. And you now preside over the world's largest standing military. So what's next for Jonathan Irons? How's it feel to be the hero of the world? Don't let it go to you. Gideon, Mitchell, I need to see you right now. Ilona, what is it? Meet me in maintenance room 6A. Don't bring anyone else. All right, we're moving. Let's find out what the hell she wants. Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Advanced Warfare. Cody T. vừa rồi là một cái đoạn cutscene phỏng vấn cái ông Jonathan Irons. Bây giờ chúng ta đang được cái chị điệp viên rất là giỏi giang ở cái tập trước gọi xuống để làm cái gì không biết. Nhưng mà nói chung là không biết cái ở sau cái đoạn trước thì cái ông kia ông có mưu đồ gì. Cái ông Irons, cha của bạn thân của chúng ta, có mưu đồ gì đây mà cái thằng Hades nó lại đưa cho ta một cái gì đó, gì mà xuống tận đây ta. Cái đoạn cutscene là cái đoạn phỏng vấn, chắc là phỏng vấn cái ông đó. Tại vì mặt ta, ông ta có vẻ hơi gian gian ở cái đoạn cuối cutscene. Mình cũng hơi lo lắng. Anh có nói ai là anh đi cùng không? À, anh có nói với ai là anh đi xuống đây không? Cái gì ấy? Đó là Irons. Với cái công nghệ mà anh đã lưu giữ anh. Cái gì ấy? They told me everything. What kind of attack? Power plants all over the world. They wanted me to compromise the security systems. Where are they planning on hitting? Seattle, Paris, Tokyo. Thousands will die. We have to tell someone. No. We have to tell everyone. It's okay, it's all right. I'm gonna take care of this right now. Ooh. Fuck me. He knew it. He knew and he let it happen. All those people dead and he fucking profited from it. Where did you get this? Hades. His last act before he died was giving us this. Ôi lâu ra cái tầm cái đoạn video này thằng Hades nó đưa. It's from Atlas. Sao có biết đây là thật, bởi vì cái đoạn video này nó bị mã hóa rồi. Và nó lấy từ ở trong này. Gì ấy? Ô, em làm gì? Em làm gì đâu? Ôi, từ từ các anh. Bình tĩnh. Gì vội vàng nhỉ? Có gì có phải đóng cửa bảo nhau. Ê ông này. Ê ông mưu đồ gì ấy hả?
Chúng tôi đã xem nó rồi. Chúng tôi xem đã xem tất cả rồi. Cô xem cái gì? Ông đã biết về cuộc tấn công. Những cái người dân vô tội đã chết vì ông. Ông bị điên rồi. Ông là một con quái vật. Tôi rất thất vọng về cậu. Có lẽ là cậu đã có mọi thứ rồi. Chắc là đang nói mình đúng rồi. Gideon, anh biết những thứ mà anh đã nhìn thấy mà. Ê, ông ấy, về team mình đấy. Sao ông lại văn quyến bán độ thế? Đùa. Giờ còn hai đứa tiếp à? Ô, anh nghe, bình tĩnh anh nghe. Cái gì ấy? Ô, thằng nào ấy? Chúng tôi đã hack vào hệ thống EXO rồi. Tôi cần anh phải tin tưởng tôi. Trong 3 giây sẽ có một cái vụ nổ để đánh lạc hướng. Đi đi đi. Ô, cái gì ấy? Ơ, what the fuck? Em làm gì? Ở đây 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 đây. Mày nhơn. Nhơn. Sao? Sao? Ô, bắn 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 nhanh nhanh nhanh. Rồi, xong. Đi em mẹ. Em mẹ. Chúng ta phải ra khỏi đây. You don't say, bitch. Who are you? Anh là ai? À, tôi là một người bạn. Cứ đi đi. Lối ngõ cụt rồi. Từ từ. Ô, nó bắn, nó bắn. Chúng ta cần phải sử dụng cái nam châm bàn tay. Bàn tay nam châm. Đấy. Người nhện, người nhện. Spider-Man. Chúng ta sẽ bị bẫy ở trên thôi. Tin tưởng tôi đi. Ôi, 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 drone. Bão quả, bão bọ. Chạy nhanh. Ôi, chạy đằng nào. Ôi, nhanh. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái bọn bọ ấy thôi. Đi 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 đi, em chạy trước cả chị rồi. Chị cứ đi đi. Đừng lo cho em khổ quá. Ôi, nhanh bạn ơi. Nhảy. Đoạn này phải nhảy, đoạn này phải nhảy. Nhanh. Ôi, nhanh bạn ơi. Hay, này quá. Này quá nhở. Đã xuống nước rồi. Có một cái ống cống, à quên, gọi là cái ống ngầm ở trong. Cứ bơi vào. Ok. Ôi, bạn đang chết đuối. Bỏ máy quá, lên rồi. Rời đâu? Ở đây. Ấy, không lên được. Chết mẹ. Hóa ra ông kia là người xấu. Nhưng mà ông ý đã để cái cuộc tấn công xảy ra. Hàng triệu người dân vô tội phải chết là do ông ý. Nhưng mà ông cứ nói như kiểu là ông chả liên quan gì. Giờ phải thoát ra khỏi đây. Không quân có ông ý đuổi. Ma thằng già. Thế là ban đầu mình cứ tin tưởng nó. Đúng là cái trò này. Lúc nào cũng phải có kiểu có mấy cái thằng phản bội. Đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu. Chạy nhanh. Bị phát hiện rồi. Ô, ê, bắn nhầm người dân. Đi đi nhanh em. Ô, sao mày bắt tao? Chạy nhanh em nè. Ô. Ô, bắn nhầm, sorry. Cứ đi. Chờ tôi hồi máu rồi tôi đi sau. Đi. Có con thuyền đang đợi bạn ở ngoài. Đây, tôi đây.
Ủa đâu rồi? Đều làm nhau rồi. Ôi, thằng châu bò. Bố mẹ làm nhau rồi. Châu quá. Sử dụng mà bom MW. Đâu. Ôi xì, mà chọn đúng được cái lựu đạn thì chết. Má. Má ván này chết nhiều quá. There's a boat waiting for you at the end of the docks. Ôi chết luôn. Này. Ô. Ôi chạy. Use your EMP against it. Rồi, đây còn tí. Ôi chạy. Ôi kẹt. Ôi nhanh vào. Ê ôi. Put on that grapple attachment. You'll need it later. Cái gì? Ôi bộ gì? What the fuck? Cái gì ấy? À cái này chắc để bắn tên. Head down the canal towards the commercial center. Ôi. Lại khó quá. Cô DT ơi, đừng có chơi khó anh nha. Ôi đây, vừa nói xong. Vãi cả chìm nổi. Nhanh lên. Ok, nó dựng rồi. Ô nhảy à, nhảy kiểu gì? Ở đây, điểm này. Nhanh lên. Bê. Ôi, nó bắn thật tên lửa mình rồi. Nhanh bạn này. Ghê vãi. Missile nghĩa là tên lửa. Ủa vãi. Cứ lên lại ra ngoài. Đấy cứ lên. Ủa. Đâu rồi. Ủa. Gần chết rồi. Cố lên nào. Sắp đến rồi. Đến gần với cái gì không biết. À sẽ biết. Tôi sẽ biết thôi. Nó bắn nhiều quá. Tên lửa. Đâu má tên lửa. Các anh chị có nghe tôi không? Các người phải đi tiếp. Cần phải biết đến đâu. Are you alright? Anh ổn chứ? Copy. Anh ổn. Boat's finished. We're on foot. Anh ổn. How are we supposed to get up there? Làm thế nào để lên cái tòa nhà kia? Sử dụng cái máy bắn lên. À, hóa ra là cái grapple là cái ấy, chứ không phải cái bắn tên. Giống trong Just Cause vãi. Ôi, người nhện. Mình đã bảo mình là người nhện mà. Không nghe. Không bạn nào tin mình. Mình bảo đây là người nhện mà. Tao. Watch those containers. Tao. Ôi, chết. Chúng ở đâu vậy ta? Sắp tới rồi. Keep heading up. Cứ đi lên thôi. Ở đâu? Đi lối nào?
Grabbing ở đâu? Where? Where should I do it? Rồi. Người nhện. Phải lại sử dụng lại người nhện thôi. Đâu? What the fuck? Just grapple up that tower. Keep heading up. Grapple to that ledge. We have to use our mag grips. Đấy, trèo đằng này. Mình cứ tưởng trèo đằng kia. Người nhện đây. Các bạn đấy đứng đây là người nhện không? Phóng tơ được nhá. Mà trèo lên được nhá. Hơi bị cao luôn. This way. Get up to the sky bridge. Lên cái đoạn cầu này. Ở đâu ơi? Chết cha mày đi. Ở chỗ mày đâu? Nhanh. Đâu? Ai đá rồi? Kinh vãi. Đi đi, cứ đi đi. Keep going. Cứ đi đi. Jump, Micho. Nhảy. Oh shit. Oh fucking shit. Ôi giật. Ui. Remember your old sergeant, don't you? Let's get you out of here. Hóa ra là sếp cũ của em. Stand down. Đứng im. Đây. You're wrong about irons. I'll hunt you down myself. Nếu cô mà nói sai về irons thì tự tôi sẽ săn cô. Atlas 1, trạng thái thế nào rồi? Tình trạng thế nào? Tòa nhà sạch sẽ, không có tín hiệu của chúng. Được rồi, đi vào. Oh yeah, vậy cả Atlas lẫn quân của sếp cũ mình gọi là gặp đã gọi là đá mặt với nhau rồi. Ok, một cái nhiệm vụ gọi là đây là không phải một nhiệm vụ mà đây là một cái tình huống nó xảy ra bất ngờ. Bây giờ chúng ta đã biết được bộ mặt thật của ông Irons, mặc dù mình có vẻ ban đầu mình hơi quý ông đấy một tí bởi vì ông ấy cho mình cơ hội thứ hai làm lính ấy. Nhưng mà cái tình huống này lại làm mình nhớ đến một cái đoạn ở trong phim của X-Men, nghĩa là Wolverine. Nghĩa là ông ấy có một cái ông thượng tá nghị sĩ ấy. Ông ấy làm lại cái bộ nanh cái bộ vuốt cho ông người sói ấy. Thì để cho ông mạnh lên, nhưng mà ai ngờ lại định là hãm hại và khiến là người sói làm việc cho cái ông đấy. Cái tình huống này nó khá là giống, mình thấy khá là giống. Vậy thôi, chém gió vậy đủ rồi. Cái tập này nó cũng hơi ngắn thì mình cũng không biết làm gì cả. Như mình nói là cứ hết một tập thì mình sẽ lại kết thúc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem cái tập sau nó sẽ diễn ra như thế nào nhá. Ok, chào các bạn.